Hải đang xin chào bạn. Sau đây Hải đang hướng dẫn các bạn chế cái túi ném thính đơn giản. Túi này các bạn, túi hình chữ nhật. Thưa thưa một tí các bạn. Bổ thêm một cái là phao hoặc là cái chai dầu đây, chai dầu. Các bạn túm vào. Rồi, mồi đây. Đã nhìn mồi đây. Còn chai đây, buộc vào đây, đơn giản thôi các bạn. Đúng vào như này. Đúng ạ. Các bạn lăng lên nếm. Văng như này, các bạn văng. Các bạn văng, cứ văng ở đây đi. Văng nhá. Thử nếm các bạn xem. Rất xa. Nếm vậy đã được 15 mét rồi các bạn. Không có thuyền thả thì chơi kiểu này. Không có thuyền thì các bạn đáp bằng thả thuyền. Các bạn vớt luôn nhỉ. Đang Fishing chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đang Fishing.